Thưa các bạn, nói thuyết phục một trong những kỹ năng mà ai cũng cần. Nhưng mà để có thể trở thành một cái người nói chuyện hay là chia sẻ một cái xuất sắc để thuyết phục người khác thì không phải câu chuyện dễ dàng một chút nào. Và thậm chí là những chuyên gia, những cái người mà họ đi làm nhiều năm thì họ vẫn rất là băn khoăn trong cái việc mà có thể nói được rằng họ có phải là một cái người đạt trình độ cao cho việc nói thuyết phục hay không. Bởi vì là để có thể trở thành người nói thuyết phục, nó sẽ có rất nhiều yếu tố khác nhau và chúng ta phải thay đổi nó, học tập nó, rèn luyện nó và phải linh hoạt nó rất là nhiều. Và tại video này, tôi muốn chia sẻ cho bạn một trong những cái bí quyết và một trong những cái tư duy để giúp cho bạn sẽ có được những cái kỹ năng để nói chuyện, để chia sẻ một cách thuyết phục nhất. Chúng ta cùng quay lại trong câu chuyện cuộc sống, công việc của mình này. Khi các bạn còn trẻ, các bạn yêu, các bạn thích một cô gái nào đó thì cái mục đích của bạn là chúng ta muốn gọi là tán tỉnh, tiếp cận và thuyết phục, tán đổ cô gái đó. Thì cái đó cũng là nghệ thuật để thuyết phục. Hay là trong công việc mà chúng ta muốn bán hàng, chúng ta gặp gỡ một cái người lạ, một cái mới để chúng ta dẫn dắt cái câu chuyện để bán được hàng cho họ là câu chuyện hoàn toàn không hề đơn giản một chút nào. Hay là các bạn tạo ra một video marketing, hay tôi cũng vậy thôi đúng không ạ, để có thể quay và tạo cho các bạn được những cái câu chuyện như thế này để thuyết phục bạn, để bạn comment được một điều gì đó, là các bạn khen rằng nó hay, nó thiết thực, thì tôi cũng phải có một cái kỹ năng nào đó mới đạt được điều đó. Hay là vợ chồng với nhau đúng không ạ, để làm sao chúng ta phù hợp, chúng ta đối nhân xử thế, chúng ta có thể ứng xử với nhau một cách hạnh phúc nhất, một cách tôn trọng nhau nhất, thì nó cũng cần phải có kỹ năng để thuyết phục người khác. Hay là muốn lãnh đạo và dẫn dắt được nhân sự của mình thì chắc chắn chúng ta phải có một cái tài, một cái năng lực nào đó để bạn thuyết phục người khác. Cho nên cái chủ đề này thì tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với rất là nhiều những cái bối cảnh, những cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Và các bạn, chúng ta sẽ cần phải nghiêm túc để chúng ta ngồi lại, để lắng nghe, để tiếp thu. Và tôi chia sẻ trên góc độ là cái tư duy và cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Các bạn cảm thấy đúng thì bạn comment đúng, hay là bạn cảm thấy điều gì đó nó chưa đúng, các bạn có thể comment trách luận trong cái video này. Hay là các bạn cảm thấy rằng nó quá hay, tuyệt vời thì các bạn comment giúp mình. Thưa các bạn, một cái người mà muốn thuyết phục người khác được, cái việc đầu tiên của các bạn ấy, đó là chúng ta cần phải có một cái kỹ năng nói và mức độ khả năng diễn đạt nó phải dễ hiểu. Tôi dùng từ là dễ hiểu. Tôi chưa thấy ai mà gọi là gần như gọi là muốn thuyết phục người khác nói chuyện mà nói chuyện theo kiểu nó quá dài dòng, rườm rà hay kỹ năng không tốt thuyết phục khác được cả. Cái việc đầu tiên của bạn trong nguyên tắc diễn đạt là chúng ta phải dễ hiểu. Tức là chúng ta nói cái gì là họ hiểu được ngay. Rất nhiều người gặp phải tình trạng là chúng ta nói chuyện mà nó rườm rà, dài dòng, nó có lủng củng lắm thưa các bạn. Cái việc như vậy làm sao thuyết phục họ được, nghe rất mệt mỏi thưa các bạn, là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là những cái thông tin mà bạn chia sẻ nó phải có chiều sâu. Nếu như bạn muốn bán một sản phẩm dịch vụ nào đó thì những cái kiến thức bạn chia sẻ ra cần có cái sự phân tích một cách sâu sắc nhất và có chiều sâu. Thì khi mà họ nghe, họ thấy rằng cái người này chia sẻ hay đấy, sâu đấy, có kinh nghiệm đấy, thì họ sẽ có thêm cái niềm tin cho cái câu chuyện của bạn được nhiều hơn. Và quan trọng hơn nữa, cái điều thứ ba đó là chúng ta sẽ cần phải làm cho họ cảm thấy là thích thú với cái câu chuyện giao tiếp với bạn, thích thú khi mà lắng nghe bạn, thích thú với sản phẩm dịch vụ của bạn. Thì tức là trong cái câu chuyện của bạn, chúng ta cần phải có cái sự ứng biến nó phù hợp, vui vẻ, thoải mái, cởi mở, hỏi đáp với nhau thoải mái để làm cho cảm thấy thích thú với cái nội dung. Tức là bạn cần phải nói đúng cái điều họ muốn nghe thì họ mới thích thú. Hoặc là bạn có thể dẫn dắt ra một cái câu chuyện nào đó mới, nhưng mà câu chuyện đó nó mang lại giá trị cho họ thì chắc chắn họ sẽ muốn nghe rất là nhiều. Yếu tố thứ ba đó là chúng ta phải làm và kích thích được cái sự thích thú của bạn. Và để biết được họ thích thú hay không thì nhiệm vụ của bạn là chúng ta hãy cứ nhìn vào nét mặt của họ thôi, nhìn vào cách họ tương tác với bạn để biết ngay họ có thích thú hay không. Nếu mặt họ có đăm chiêu thế này, đúng không ạ, họ lườm húi thế này, họ nói cái gì họ cũng gạt, thì từ các bạn như vậy thì các bạn đã thất bại trong cái câu chuyện rồi. Và tiếp theo, muốn bán được một sản phẩm của bạn thì bắt buộc các bạn phải khẳng định rằng đây là một sản phẩm uy tín và một sản phẩm tốt. Từ bước chứng minh cho họ thấy rằng là cái tính năng công dụng của họ như thế nào, hay là cái nguồn gốc của nó ra sao, thành phần của nó đảm bảo về mặt sức khỏe hay đảm bảo về mặt chất lượng như thế nào, các bạn phải chứng minh điều đó, nó có nguồn gốc rõ ràng. Thì cái thông tin và dữ liệu trong việc các bạn tư vấn bán hàng hay là các bạn giao tiếp với người khác muốn thuyết phục được thì các bạn phải đưa ra những cái sản phẩm nó phù hợp nhất. Tiếp theo, một yếu tố để quyết định được rằng các bạn có thuyết phục được hay không, đó là mọi lời nói của bạn luôn luôn phải làm cho người nghe cảm thấy rằng là bạn đang đưa đi cái sự chân thành. Tức là các bạn cần phải giao tiếp, nói chuyện có tâm một chút. Tức là các bạn luôn luôn được là mang đến cái giá trị và những cái lời khuyên tốt cho khách hàng bằng những cái định hướng, bằng những cái lời chia sẻ chậm, bình tĩnh, rõ ràng
không có áp đặt họ điều gì đó. Khi các bạn áp đặt họ như vậy, tức là các bạn đang đi phủ nhận những cái gì mà họ có, và các bạn luôn nghĩ rằng mình đúng. Như vậy rất là khó để các bạn chúng ta có thể gọi là thuyết phục được họ. Đó là như vậy nha. Thì tôi muốn rằng là các bạn chúng ta hãy luôn luôn nói chuyện bằng cái sự điềm tĩnh, sự bình tĩnh, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tình cảm trong việc giao tiếp, tư vấn bán hàng, và đưa cái sự chân thành mình vào đó thì nó vô cùng tuyệt vời. Một yếu tố nữa trong cái việc mà các bạn muốn thuyết phục được người khác là yếu tố thứ 5. Đó là bạn, chúng ta sẽ cần phải chứng minh được bạn là những người mà đã từng giúp đỡ người khác thành công. Bạn muốn, bạn đang bán một cái giải pháp nào đó cho người khác, một cái sản phẩm spa, một sản phẩm làm đẹp, thì bạn phải chứng minh được rằng bạn đã từng giúp đỡ nhiều người như vậy. Thì như vậy họ sẽ có được những cái dữ liệu, những cái thông tin nó chi tiết cụ thể. Nó sẽ gia tăng được cái niềm tin của bạn trong cái câu chuyện mà các bạn tư vấn, trong cái câu chuyện các bạn giao tiếp với người khác. Và yếu tố thứ 6, đó là chúng ta cần có những cái dẫn chứng. Nhớ nha, cần có những cái dẫn chứng. Bạn cần phải đưa ra con số, đừng đưa ra hình ảnh, cần phải đưa ra những ví dụ, cần phải đưa ra những video, những cái feedback nó cụ thể, chi tiết, đưa ra những bài báo. Nó phải càng cụ thể, chi tiết bao nhiêu, thưa các bạn, thì họ sẽ không tin bạn nếu như bạn không chứng minh được những điều bạn nói. Cho nên tất cả mọi thứ chúng ta phải chứng minh cho họ bằng dữ liệu. Thậm chí là nếu như bạn có đang bán cái sản phẩm mà gọi là bán cái giá trị tăng trưởng trong tương lai, ví dụ như bất động sản đi, thì bạn phải chứng minh được rằng là nó sẽ có những cái dữ liệu. Có thể ngày hôm nay bạn không thể nhìn được ngay thì câu chuyện nó thay đổi như thế nào, nhưng chắc chắn các bạn sẽ nhìn được cái câu chuyện bằng những cái dẫn chứng, bằng những cái tiêu chí để đánh giá được rằng đây là một thị trường tiềm năng, là một dự án nổi bật, là một dự án sẽ có tốc độ phát triển mạnh trong tương lai, là một dự án có cái giá trị sống thực, nó thu hút cư dân, thu hút người đầu tư, hoạt động kinh doanh ở đó nó phát triển. Thì các bạn phải chứng minh bằng những tiêu chí nào đó. Nó đều như vậy. Và yếu tố thứ 7, tức là các bạn sẽ phải liên tục có cái sự dẫn dắt người nghe vào trong cái câu chuyện của bạn, bằng việc chúng ta gợi mở ra những cái giá trị, gợi mở ra những cái ý, gợi mở ra những cái câu hỏi, để chúng ta sẽ dẫn dắt họ vào trong câu chuyện của bạn, để hai người cùng nhau trao đổi, cùng nhau trao đổi nha. Và yếu tố thứ 8, đó là chúng ta cần phải coi trọng cái việc chúng ta đặt câu hỏi trong quá trình mà các bạn muốn thuyết phục được người khác. Các bạn nhớ rằng là trong giao tiếp hay là trong cái việc các bạn tư vấn bán hàng, các bạn đừng có theo kiểu một chiều, đó là một cái sai lầm hoàn toàn. Mà chúng ta phân tích đến đâu chúng ta đặt câu hỏi, để họ nhận định, để họ chia sẻ góc nhìn của họ, để có sự trao đổi với nhau, nó rõ ràng. Một cái câu chuyện chỉ có thể có cái thời gian giao tiếp với nhau sâu sắc khi mà cả hai người cùng có sự trao đổi mà thôi. Nhưng mà nếu như bạn mà không có cái điều này thì thưa các bạn, rất là khó để họ ngồi lại với bạn lâu. Thì bạn cần phải xây dựng sâu hơn những cái hệ thống câu hỏi để các bạn tương tác với họ sâu hơn nữa trong quá trình mà các bạn giao tiếp, chia sẻ thuyết trình hay là các bạn chia sẻ tư vấn bán hàng. Điều này rất quan trọng. Đó là chúng ta hãy nhắc nhiều hơn vào những cái nỗi đau, vào những cái vấn đề, vào những cái nhu cầu, vào những cái định hướng, vào những cái mục tiêu của họ, để họ nhìn được cái câu chuyện của họ bên trong. Như vậy thì bạn sẽ cho họ những cái giải pháp, cho họ những cái giá trị nhất định ở đó trong cái câu chuyện của mình, thì nó sẽ làm cho gia tăng được cái niềm tin của người nghe dành cho bạn khi mà bạn chia sẻ nhé. Và yếu tố thứ 9 thưa các bạn, đó là chúng ta sẽ cần phải sở hữu cho mình một cái giọng nói thật cũng dứt khoát. Giọng nói không cần phải hay, nhưng giọng nói nó phải dứt khoát, nó phải chắc, có tính khẳng định thưa các bạn. Trước đó chúng ta nói câu chuyện về diễn đạt rồi, và bây giờ các bạn phải nói câu chuyện gọi là nó phải dứt khoát. Càng khẳng định bao nhiêu thì sự uy tín nó bấy nhiêu. Các bạn phải có sự cam kết như vậy. Tiếp theo, muốn thuyết phục được người khác, cái số 10, các bạn phải liên tục sử dụng những ngôn từ gia tăng cảm xúc. Anh chị hoàn toàn yên tâm rằng khi mà làm việc với mình, với em, thì em sẽ hỗ trợ các anh chị hết mình. Em sẽ cam kết các anh chị, tức là mình dùng những cái từ gia tăng cảm xúc, uy tín của mình, trách nhiệm của mình vào điều đó, thì nó sẽ gia tăng được cái sự thuyết phục dành cho người khác, đó là như vậy. Và một điều tiếp theo, đó là chúng ta hãy xây dựng ra những cái câu chuyện, những cái nhân vật thực tế, để chúng ta hay là đưa ra những cái ví dụ nó cụ thể, để chúng ta phân tích vào trong cái bài của các bạn một cách rõ ràng nhất. Và quan trọng hơn nữa, bản thân các bạn, yếu tố 11 là chúng ta phải xây dựng cái hình ảnh, cái phong cách sống, cái thương hiệu cá nhân, nó phải uy tín, nó phải chuyên nghiệp, mà có được nhiều cái sự tương tác của bạn bè, người ta nhìn vào đó nó vô cùng tuyệt vời. Yếu tố số 12, xung quanh bạn đó là ai, những mối quan hệ như thế nào. Họ sẽ vô cùng tin tưởng với bạn nếu xung quanh bạn có những mối quan hệ chất lượng. Và bạn hãy chứng minh điều đó bằng việc là bạn hãy chia sẻ ra rằng tôi có những mối quan hệ tuyệt vời, và mối quan hệ đó nó sẽ giúp ích cho bạn được rất là nhiều trong công việc cuộc sống của bạn. Thì thưa các bạn, đó là 12 tiêu chí quan trọng mà chúng ta muốn thuyết phục được người khác
trong câu chuyện giao tiếp, trong câu chuyện tư vấn, trong câu chuyện bán hàng, hay là trong câu chuyện mà xây dựng thương hiệu, bạn cần phải có giá trị cốt lõi, cần phải đi sâu và khai thác nó nhiều hơn. Còn tất cả những gì bên ngoài các bạn nhìn vào, những điều đó, có thể ngày hôm nay bạn dùng một cái thủ thuật nào đó, một cái mẹo nào đó để các bạn có thể chiến thắng cho câu chuyện như vậy. Nhưng thưa các bạn, nó không phải là sự bền vững. Mà tôi muốn bạn, chúng ta cần phải đi sâu hơn đó một cách đúng nghĩa, là chúng ta muốn thuyết phục người khác, nó đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau. Còn tất nhiên là ngoài 12 tiêu chí này ra, thì nó sẽ có rất nhiều những cái tiêu chí khác mà các bạn chúng ta có thể gọi là đi sâu hơn, tìm hiểu nhiều hơn, và các bạn cũng sẽ có thêm góc nhìn của mình. Và tôi muốn các bạn thông qua video này, chúng ta nhìn nhận một cái đúng đắn nhất để chúng ta phát triển bản thân mình rõ hơn. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Nếu các bạn có theo dõi những cái hoạt động của tôi phát triển lên từng ngày, học tập, trau dồi, luyện tập, thực hành, làm việc, cống hiến, trao đi, cứ như vậy thôi, diễn ra liên tục, thì bản thân mình được nâng cấp lên mỗi ngày. Khi bản thân giá trị của mình được nâng cấp thì đồng nghĩa với việc cơ hội sẽ nhiều hơn, mối quan hệ chất lượng hơn và thành công của bạn sẽ lớn hơn. Và đó, điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta phải không ngừng phát triển bản thân mình một cách tốt nhất. Mà nhớ là tất cả các bạn thấy rằng đây là một video nó có giá trị với bạn, thì đừng quên để lại một điều gì đó, một cảm xúc nào đó, hoặc là các bạn muốn bổ sung điểm kiến gì, các bạn hãy comment giúp mình phía dưới tại video này để chúng ta cùng nhau trao đổi với nhau. Hay là các bạn mong muốn được đề xuất thêm một cái nội dung nào đó về mặt phát triển bản thân, về kỹ năng, về kinh nghiệm cho công việc của bạn, thì các bạn hãy comment phía dưới. Thì tôi cũng rất mong muốn được đón nhận thêm ý kiến như vậy để có thêm được những cái nội dung nó phù hợp nhất trong kênh này. Và tất cả các bạn nhớ rằng đừng quên chia sẻ video dành cho những người bạn, những người đồng nghiệp của mình. Nếu các bạn cảm thấy rằng đây là một video chất lượng của giá trị, nhớ là subscribe và chúng ta bấm chuông để cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo. Và đừng quên là tương tác tại các nền tảng khác, hay chúng tôi có đã để lại đường link liên hệ ở dưới video. Các bạn có thể truy cập vào đó để tham gia nhóm cộng đồng, tham gia theo dõi follow các nền tảng khác để chúng ta cập nhật các bài giảng khác nha. Rồi, chúc các bạn luôn luôn thành công.